Xin chào mọi người. Chiều nay thì em lên cho mọi người con Dell Latitude 7390 nha mọi người. Con này là Core i5 thế hệ 8, màn hình 13.3 inch Full HD. Thì nói chung là cái vỏ của nó thì có cái dấu mờ mờ của sticker á mọi người, nhưng mà nó không có trầy xước nhiều. Ở phía này có trầy rất là nhẹ luôn, tí chỗ này thôi. Bên cái góc này cũng hơi mòn rất là nhẹ. Đây nè, con này nó bị nặng cái chỗ này nè mọi người. Ở phía dưới này thì đẹp, trầy chút xíu đây không thua, đây thì mòn, có mòn nhẹ. Đây nó bị nhìn từ trên xuống, nhìn từ trên xuống thì không sao nha mọi người, nhưng mà nhìn bên nhìn nghiêng á, đây nó có mẻ một chút xíu, mẻ phần cạnh nè. Sau khi gặp lại thì mọi người thấy không? Nó bị mẻ một tí, một miếng ở đây. Nhìn từ trên xuống thì không sao nhưng mà nó mẻ tí. Nên mình sẽ báo cái giá là cực kỳ ok cho những ai mà không có quan tâm tới ngoại hình lắm ha. Trên bài của mình đó thì 7390 á, mình đăng rất là nhiều nhưng mà hầu hết là đã hết rồi nha mọi người, đều đã bán hết rồi. Mỗi con là mỗi cái nhược điểm hoặc là ưu điểm khác nhau nhưng mà đều đã bán hết. 7390 i5 Gen 8 thì mình còn con này ha. Bây giờ mình sẽ lên video mới, mình báo giá từng con từng con. Con này là cấu hình i5 thế hệ 8, RAM 16 GB, màn hình là đẹp nha mọi người, pin trên 3 giờ. Độ phân giải màn hình là 1920 x 1080, màn hình là đẹp, không có lỗi, không bầm, không đốm gì hết đó mọi người. SSD thì 256 GB ha. i5 Gen 8. RAM 16, SSD 256, màn hình 13.3 inch Full HD IPS, cái mẫu 7390 thì nó đẹp. Đây mọi người, mình có thể là bật ngửa 180 độ như thế này. Đó mọi người ha. Thì chỉ có là cái chỗ đó thôi, cái phía góc đó nó mẻ thôi. Cái bên chỗ cắm HDMI hay là tai PC thì nó hơi mòn nhung á mọi người, nó cũng không có ăn thua gì. Mình sẽ báo cái giá cực kỳ ok, máy là đang hoạt động hoàn hảo mọi người, không có một cái lỗi gì luôn ha. Pin thì trên 3 giờ, kèm sạc zin luôn. Mình báo giá mọi người là 6 triệu 7. 6 triệu 7 cho cái con máy RAM 16 GB ha. Con này đặc biệt nó còn có cái riêng cái con này thôi nha mọi người. 7390 thì mình cũng bán nhiều nhưng riêng con này nó có cái card 4G. Cái đó là bình thường, đó là người ta bình thường thì nó không có mọi người. Bình thường ví dụ như có chừa nhưng mà lại không có card 4G, này là chắc là cái option của nhà sản xuất đưa ra có card 4G nè mọi người. Mình đi đâu mình bỏ sim, cái này là gọi là có khai sim á mọi người. Bỏ sim vô cũng rất là tiện. Trên mỗi con này thôi mọi người ha, cũng 7390 i5 nhưng mà mọi khi mấy bữa thì là không có. 6 triệu 7 mọi người ha. Máy kèm sạc. Máy này á thì đồng hồ về mọi người, đồng hồ hết trời luôn. Đồng hồ về cho nên là lười làm biếng lên video á. Mọi người theo dõi kênh của em ha, ai mà thích cái gì á thì báo qua cho em. Có một số máy á, thì lên kênh sửa đã bán nhưng mà ví dụ như còn cái model đó nhưng mà là em chưa kịp lên video, tại vì á là em lên video ví dụ như những cái con đó khách đã chốt đã chọn rồi thì em lại gửi cho khách đúng cái con đó thì cái con đó đã bán rồi, nhưng nhiều khi cái model đó em lại vẫn còn mọi người ha. Nên ai chốt thì inbox em. Mọi người mua máy thì cọc cho em 1 triệu, em ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì em sẽ đổi máy khác cho mọi người. Máy khác nếu mà có máy cùng model thì em sẽ đổi máy cùng model, còn nếu không có máy cùng model thì em sẽ đổi máy khác, ví dụ như vậy. Đây mọi người ha, còn máy thì cũng chưa có ai mà nói đổi trả hay gì đâu mọi người. Nếu khách trên kênh của em thì cái lượng khách mua thì cũng có nhiều chứ không phải là không, cho nên mọi người mua thì cũng biết rồi, chưa có ai mà nói là đem đổi trả hay cái gì hết. Máy rất là ok luôn. Vậy mọi người ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của em nha. Máy thì laptop thì nhiều lắm mọi người, nhiều lắm, đợt này về nhiều mà chưa có thời gian để mà view luôn, tại vì công biển, công đồ audio á, của nhà em á, là về ra là chắc là sẽ hạn chế quay quay laptop. Mọi người có mua gì thì inbox em, tại vì lâu lâu mới lên lên kênh một lần. Đây laptop rất là nhiều, ví dụ như mọi người coi cái kênh của em, ví dụ như có những cái dòng mà MacBook hay là Dell hay HP gì đó mà tuy rằng sửa đã bán nhưng mà mọi người cứ nhắn tin qua cho em bên Zalo, nhờ muốn mua cái gì thì báo qua cho em, còn thì tới nhà em lấy hoặc là em gửi hoặc là em chụp hình em gửi mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.